Hello, mến chào quý bà con cô bác, những khán giả yêu quý của Nông nghiệp 365 ngày. Rất là vui và hạnh phúc khi mà chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8:00 tối và chúng ta lại cùng nhau xem chuỗi video chia sẻ kiến thức nông nghiệp miễn phí được phát trên kênh YouTube của Nông nghiệp 365 ngày. Và để theo dõi tất cả các video thì các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký và ấn vào biểu tượng chuông thì khi mà chương video của chúng tôi được lên sóng thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi nói về kỹ thuật phối trộn phân đơn thành NPK món cho cây trồng. Và Nông nghiệp 365 ngày lại được dịp đi trả lời câu hỏi của khán giả khi họ xem video của chúng tôi. Thì các bạn đã biết thì 4 tháng trước đây thì Nông nghiệp 365 ngày có thực hiện một video chia sẻ về kỹ thuật phối trộn phân đơn để bón cho cây trồng up lên trên kênh YouTube của chúng tôi. Thì vô tình video của chúng tôi đã tiếp cận được khá là nhiều khán giả và được họ đón nhận và xem. Thì đối với con số là 2.000 lượt xem thì chưa phải là nhiều, nhưng mà đối với một kênh mới và nội dung không phải là lĩnh vực giải trí thì điều này đã làm chúng tôi rất là vui, đặc biệt là khi mà nhận được rất là nhiều lời cảm ơn của các bạn. Và bản thân Nông nghiệp 365 ngày rất là vui và chân thành gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã xem video của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng Nông nghiệp 365 ngày luôn là một cái nơi để các bạn có thể gửi gắm những cái tâm sự. Và mục tiêu của kênh chúng tôi là xây dựng và chia sẻ giao lưu học hỏi cùng các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hãy cứ comment và chúng tôi sẽ thực hiện video để trả lời. Đó cũng là một trong những cái tiêu chí để rồi phát triển kênh Nông nghiệp 365 ngày. Tuy nhiên thì khi mà video của chúng tôi tiếp cận nhiều người thì chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi về kiểu như là: anh ơi, chỗ này em chưa hiểu, hoặc là: anh ơi, anh có thể tính giùm em công thức này với được không ạ? À? Rồi, thì thưa các bạn, khi mà chúng tôi nhận được những câu hỏi kiểu như vậy thì bản thân Nông nghiệp 365 ngày cũng suy nghĩ và đắn đo khá là nhiều. Chúng tôi không biết được liệu video của mình biên tập có quá khó hiểu đối với nhiều người không? Và liệu chúng tôi có sai ở đâu không? Khi mà số lượt xem càng ngày càng tăng thì chúng tôi quyết định là xem lại video của mình và phát hiện khá là nhiều lỗi, và đó là chính là lý do chúng tôi thực hiện video số 2 này để giải đáp và bổ sung cho video thứ nhất. Thì rất là mong khán giả có thể thông cảm cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi biên tập bằng phần mềm đôi khi nó bị lỗi rất là này. Và các bạn có thể để ý là thời gian gần đây thì Nông nghiệp 365 ngày lên bài hoàn toàn là không đúng lịch trình, bởi vì video của chúng tôi làm ra đôi khi xuất xong rồi nhưng lại lỗi hình ảnh không thể xem được. Và trước khi bắt đầu nội dung chính của video này, tôi hy vọng là các bạn có thể tập trung xem thật kỹ và tuyệt đối là không tua, và có thể xem đi xem lại nhiều lần. Bởi vì nếu như các bạn chưa có kiến thức nền thì đối với một vấn đề mới như vậy các bạn không thể chỉ xem một lần mà hiểu được. Và bản thân chúng tôi cũng phải vậy, phải xem đi xem lại rất là nhiều. Và nội dung của video ngày hôm nay thì sẽ bắt nguồn từ hai câu hỏi chính và chúng ta sẽ cùng nhau đi xoay quanh hai câu hỏi này. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đệ Trình. Bạn này có yêu cầu Nông nghiệp 365 ngày tính cho bạn ấy các công thức như là 3 số 16, 16, 16, 8 bằng đáp URE K2S4. Và câu hỏi số 2 đến từ bạn Anh Nguyễn với nội dung comment là: anh chưa pha trung vi lượng vào, nếu có thì rất hay, cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay các bạn nhé. Rồi, mến chào các bạn cùng quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu video thì tôi mong các bạn hãy nhớ cho tôi những cái lưu ý sau. Thì phân trộn thì công thức bằng sẽ là NPK và bằng N cộng với P cộng với K và cộng với TE. N chính là hàm lượng đạm và P chính là hàm lượng lân và K chính là kali và TE chính là hàm lượng trung lượng và vi lượng. Thì đối với trung vi lượng thì cũng có nhiều người hỏi mình, và trong video này mình sẽ nói luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi xác định hàm lượng đạm của nguyên chất, và chúng ta cần phải nhớ đầu tiên hai lượng đạm, hai cái đạm chính mà chúng ta thường sử dụng để phối trộn đó chính là ure. Thì đối với ure có 46% nitơ nguyên chất và Sa thì có 21% nitơ nguyên chất. Và lân thì có hai loại lân chúng ta hay sử dụng, đó chính là lân Spe và Văn Điện.
chiếc pe thì sẽ có 16% lân nguyên chất và lân nông chạy thì sẽ có 15% lân nguyên chất. Và kali thì cũng có hai loại kali mà chúng ta thường hay sử dụng để phối trộn, đó chính là kali clorua và kali sunfat. Thì đối với kali clorua thì có 60% kali nguyên chất và có một số khác thì có thể 61-63%, và kali sunfat thì có 47% kali và 18% lưu huỳnh. Và đáp thì cũng có hai loại đáp, một loại 14 liter và 44 lần, và một loại là 18% liter và 46 lần. Và bây giờ là trung lượng thì các bạn có thể nhớ cho tôi bốn nguyên tố, đó chính là canxi, magie và lưu huỳnh. Và lưu huỳnh là nguyên tố thứ tư đứng sau đạm, lân, kali mà cây sử dụng rất là nhiều, và vi lượng ở đây có thể kể như là sắt, bo, kẽm. Và trong 13 nguyên tố thì trừ trung lượng và vi trung lượng, đa lượng thì các bạn những nguyên tố còn lại chính là vi lượng, và những nguyên tố này thì cây cần rất là ít. Rồi thì ở đây các bạn nhớ giùm tôi những cái công thức tính này và nhớ kỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định công thức tính. Và ở đây trường hợp này sẽ xác định cho ure, SA, kali clorua và kali sunfat. Đầu tiên chúng ta sẽ là công thức tính số kg đạm, tức là N. Thì nếu mà sử dụng ure thì sẽ bằng N nhân 100 chia cho 46. Và 46 chính là hàm lượng nitơ nguyên chất có trong 100 kg ure. Và SA chính là bằng N nhân với 100 chia cho 21. Và 21 hoàn toàn cũng chính là hàm lượng nitơ nguyên chất có trong 100 kg SA, xuất phát amon. Tính số kg lân thì hai loại lân mà chúng ta sẽ sử dụng để phối trộn, đó chính là lân nông chạy và lân súp P. Thì lân nông chạy cố sẽ là công thức P nhân 100 chia cho 15, và 15 chính là hàm lượng lân nguyên chất có trong 100 kg lân nông chạy. Và lân súp P công thức sẽ bằng là P nhân 100 và chia cho 16, và 16 chính là hàm lượng lân nguyên chất có trong 100 kg lân súp P. Các bạn nhớ công thức này nhé, ta cứ nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần và làm nhiều lần chúng ta sẽ nhớ thôi. Và tiếp theo chính là công thức tính số kg kali cần phối trộn, mà hai loại kali chúng ta thường hay sử dụng. Đầu tiên chính là kali clorua thì bằng K nhân 100 chia 60, và 60 hoàn toàn là hàm lượng kali nguyên chất có trong 100 kg kali clorua. Tiếp theo đó chính là kali sunfat. Cái này cũng hoàn toàn bằng K nhân 100 chia cho 47, và 47 chính là hàm lượng kali nguyên chất có trong 100 kg kali sunfat. Cái này thì thường là sẽ từ 45 đến 50, nhưng mà đối với mình tính gộp lấy giá trị trung bình của hai con số đó. Và các bạn hãy để ý và nhớ kỹ công thức này, thì khi mà chúng ta tính thì chúng ta chỉ cần ráp vào thôi. Và bây giờ để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ sang ví dụ. Và ví dụ đầu tiên chính là chúng ta sẽ sử dụng ure và lân nông chạy và kali sunfat K2SO4. Và mọi người lưu ý là khi mà phối trộn với công thức như thế này thì chúng ta phải bón ngay, hoặc là bón trước khi bón. Và ở đây chúng ta sẽ đi tính số NPK với công thức 20-10-10. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xác định N là bằng 20 và P bằng 10, kali bằng 10. Rồi thì bây giờ áp dụng vào công thức tính ra thôi. Ure là bằng 20 nhân 100 chia cho 46 là bằng 43,5 kg. Tiếp theo lân nông chạy là bằng 10 nhân 100 chia cho 15 và bằng 66,6 kg. Và tiếp theo kali sunfat bằng 10 nhân 100 chia cho 47 thì sẽ bằng 21,3 kg. Như vậy thì để có được 100 kg NPK phối trộn với công thức là 20-10-10 thì chúng ta sẽ cần phải mua, đó chính là 43,5 kg ure, 66,6
kg nano chạy và 21,3 kg K2SO4. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái trường hợp thứ hai với công thức 20-10-10 và phần phối trộn sẽ sử dụng là SA lần sức P và kali clorua. Thì đối với hàm lượng đạm mà sử dụng SA thì sẽ bằng 20 nhân 100 chia cho 21 và bằng 95 kg. Và lần sức P thì lấy 10 nhân 100 chia cho 16 là bằng 62,5 kg. Và kali clorua thì sẽ bằng 10 x 100 chia cho 60 và bằng 16,7 kg. Như vậy thì để có được 100 kg với công thức 20-10-10 thì chúng ta cần 95 SA, 62,5 lần sức P và 16,7 kali clorua. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái trường hợp, đó chính là chúng ta dùng đáp để thay thế lần nông chạy và lần sức P. Vậy thì công thức tính như thế nào thì mời các bạn cùng xem phần tiếp theo của video. Đầu tiên đó chính là công thức tính số kg đáp. Thì ở đây có hai loại đáp nên cũng có hai loại công thức luôn. Thì đầu tiên đối với đáp 16% meter và 44% lân thì sẽ bằng là P nhân 100 chia cho 44. 44 là hàm lượng lân nguyên chất có trong 100 kg đáp của 16 với lại 44 nhé. Và đáp thứ hai là 16% nitơ và 46% lân thì bằng P nhân 100 chia cho 46. Và 46 là hàm lượng lân nguyên chất có trong 100 kg đáp với hàm lượng là 18 nitơ và 46 lân nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tính số kg đạm trong trường hợp này chúng ta cần sử dụng. Thì đầu tiên đối với ure thì cũng sẽ bằng số kg ure trừ đi số kg đạm có trong đáp, là công thức sẽ bằng n nhân 100 chia cho 46 trừ đi số kg đáp nhân 100 a nhân 16 hoặc 18 chia cho 46. Thì ở vế thứ hai số kg đáp nhân 16 hoặc 18 chia cho 46 là số, đối với cái công thức này chính là chúng ta tính ra số hàm lượng đạm 18 hoặc là 16% có trong số kg đáp nhé. Rồi SA thì bằng N nhân 100 chia cho 21 trừ đi số kg đáp nhân 18 hoặc 16 chia cho 21. Đó, công thức thì vẫn như vậy thôi. Rồi bây giờ sẽ là số kg kali thì bằng K nhân 100 chia cho 61. Đối với kali clorua còn chia cho 47 sẽ là kali sunfat. Và các bạn một lần nữa, tôi mong các bạn hãy nhớ kỹ công thức này và chúng ta có thể dùng giấy bút để ghi lại thì sẽ tiện cho việc tính toán khi mà chúng ta muốn phối trộn phân đơn thành NPK. Chăm hay thì không bằng tay quen, các bạn phải thực hiện nhiều lần vào sẽ nhớ đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực hiện các công thức tính theo yêu cầu của câu hỏi thứ nhất nhé. Thì trong video này mình sẽ chỉ thực hiện tầm 2 cái ví dụ thôi. Còn lại là mình sẽ để các bạn và anh đệ trình tự tính nhé. Tại vì nếu mà thực hiện hết thì dài quá. Và nếu các bạn không tính được thì hôm nào mình sẽ làm một cái bảng rồi mình úp lên trên trang web của mình nông nghiệp365ngày.com. Thì ở đây trường hợp sẽ dùng đáp là 16 và 18 và 46 K2SO4 và ure. Thì đầu tiên đối với công thức 16-16 thì ta sẽ đi xác định, ta có N bằng 16, P bằng 16 và kali bằng 16, ba số bằng nhau mà. Thì trước tiên chúng ta phải tính số kg đáp thì sẽ bằng 16 nhân với 100 và chia cho 46. Và các bạn ráp vào công thức thôi là bằng 16 nhân 100 chia cho 46, tại vì đáp ở đây chúng ta sử dụng là 18 liter và 46 lần. Thì sẽ ra được kết quả cuối cùng là 34,8 kg. Và số kg ure cần là, các bạn nhớ là phải trừ đi số kg đạm có trong đáp nhé. Đấy, bằng N nhân 100 chia 46 trừ cho số kg đáp nhân 18 chia cho 46 và đáp vào công thức rồi. Tại vì chúng ta đã có số kg đáp rồi mà. Đó, thì các bạn có thể theo dõi kỹ một chút là sẽ tính ra được rồi.
Và kết quả cuối cùng sẽ là 21,2 kg ure chúng ta cần phải mua và 34,8 kg đáp. Như vậy là chúng ta đã tính được hai cái đạm với lân rồi. Bây giờ tính tiếp số kg kali cần phải mua này thì sẽ bằng P/100 chia cho 47. Trong trường hợp này là kali sunfat. Và kết quả cuối cùng sẽ là bằng 34 kg. Như vậy để có được 100 kg phân trộn từ đáp ure thì sẽ phải mua đạm lân kali đó. Các bạn có thể tự tính và theo dõi video này và ghi lại tham khảo. Rồi bây giờ sang phần thứ hai, công thức thứ hai mình sẽ tính trong cái ví dụ này sẽ là 19, 9 và 19. Thì đầu tiên mình mong các bạn sẽ hiểu chỗ này này, là đối với bất kỳ một cái công thức nào khi mà chúng ta ghi là 19, 9 hoặc 19 hoặc 20, 10, 10 thì đầu tiên chúng ta xác định cái con số đầu tiên chính là N, và thứ hai nó chính là P, và thứ ba nó chính là kali. Thì khi mà chúng ta xác định được số N rồi thì ráp vào công thức thì nhanh thôi, sẽ ra thôi. Và ở đây ta có N bằng 19, P bằng 19 và P bằng 9 và kali bằng 19. Và chúng ta sẽ đi tính số kg đáp sẽ bằng 9 × 100 chia cho 46. Và kết quả cuối cùng là 19,5 kg. Đấy, 19,5 kg là số kg đáp cần mua nhé, để có được 100 kg phân đơn trộn với công thức là 19, 9 và 19. Ure sẽ bằng 19 × 100 chia 46 trừ 19,5 × 18 chia 46, kết quả là 33,7 kg. Đó chính là số kg ure cần phải mua để có được 100 kg. Và kali là vào 44,4 kg. Đó. Như vậy là kali cần phải mua là 40,4 kg thì có công thức 19 9 19. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần quan trọng của video này. Đó chính là tôi sẽ đi trong cái ví dụ của video lần trước, ở cái ví dụ cuối cùng á, thì tôi đã tính nhầm công thức trong trường hợp chúng ta sử dụng phân đơn phối trộn là đáp SA và kali clorua. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tính lại. Và rất là xin lỗi tất cả các bạn, bởi vì một video mà thực hiện quá dài nhiều khi mình cũng sẽ bị nhầm lẫn một chút. Rồi thì đáp ở đây chúng ta sẽ dùng là 18% nitơ và tiếp tục là 46 lần và SA kali. Rồi với công thức y như cũ trong cái ví dụ ở trước luôn là 15, 15, 3 số bằng nhau nhé. Rồi ta lại tiếp tục đi xác định lần lượt NPK đó. Và tính số kg đáp là bằng 15 x 100 chia cho 46 này, bằng 32,6 kg. Và số kg SA sẽ bằng là N nhân 100 chia cho 21 trừ đi số kg đáp chúng ta đã tính ra, nhân với 18 chia cho 21. Và bằng, đấy các bạn có thể theo dõi phép tính và thực hiện theo. Đấy, kết quả cuối cùng là ra 71,4 trừ 27,9 và bằng 43,5 kg. Rồi bây giờ sẽ là số kg kali cần mua để phối trộn này, là bằng 15 × 100 chia 60, 1500 chia 60 thì sẽ bằng là 25 kg. Như vậy là số kg kali cần mua sẽ là 25 kg, SA là 43,5 và đáp là 32,6 để có được công thức 15,5 và 100 kg tương đương thì chúng ta cần phải mua đó các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2 của video ngày hôm nay. Thì câu hỏi số 2 được gửi từ anh Nguyễn với nội dung là anh chưa pha chung vi lượng vào, nếu có thì rất hay, cảm ơn anh. Rồi mến chào anh Nguyễn. Thì trong video này thì em sẽ đi chia sẻ cùng anh và tất cả mọi người về những cái cách bổ sung chung vi lượng và vi lượng là gì. Thì vi lượng là những nguyên tố mà cây cần với số lượng rất là ít, tuy nhiên thì không thể thiếu, và do tỷ lệ quá ít cho nên là
mọi người có thể thấy là các nhà sản xuất phân bón thường ghi hiệu là TE và không ghi cụ thể là bao nhiêu phần trăm. Thì đa phần nếu các bạn sử dụng như là kali sunfat này, kali clorua rồi lân spe hay lân vật điện đều trong đấy đều có tất cả các nguyên tố trung lượng rồi, như là canxi, magie rồi lưu huỳnh rồi silic đó, hoặc là các bạn có thể bổ sung trung vi lượng qua phân bón lá. Thì trong phân bón lá thì họ thường ký hiệu đầy đủ các chất trung vi lượng bao nhiêu phần trăm đó. Là nếu trong cách phối trộn mà muốn bổ sung thì theo ý kiến cá nhân mình thì các bạn hoàn toàn có thể bổ sung 100 kg NPK, thì chúng ta trộn thêm 1 đến 1,5 kg trung vi lượng, và cái này thì các bạn có thể mua đại lý phân bón. Rồi bây giờ mình sẽ dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và mình chúc các bạn có thật nhiều thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại tất cả các mọi người trong các video tiếp theo.